Sự kiện đồng hành cùng chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng tại Singapore 2024 đánh dấu cột mốc tiếp theo của công ty du lịch Việt lần lượt tại Myanmar 2017, Nhật Bản, Thái Lan 2019, Mông Cổ 2023 và Singapore 2024, với sự tham gia của hàng ngàn du khách Việt Nam, với phần đông là các tín hữu Công giáo. Chúng ta hãy cùng xem công tác chuẩn bị của công ty du lịch Việt trong chuyến đi này. Du lịch Việt chúng tôi thì là một cái đơn vị mà chuyên tổ chức cái tour hành hương, nên là bản thân du lịch Việt có cái phòng hành hương Công giáo. Nơi đây thì được điều phối, được vận hành bởi một cái đội ngũ nhân viên mà vừa có chuyên môn về du lịch, ngoài ra các em rất là am hiểu về tôn giáo, có những kiến thức nền về tôn giáo, nên là khi mà chạy một cái chương trình thì không có cái gì là khó khăn cả. Đối với những cái đoàn đông thì du lịch Việt thường là sẽ chia nhỏ phân công chi tiết đến từng cái bộ phận chuyên môn, và có những người phụ trách chuyên môn, phụ trách vòng 1, vòng 2 để mà có thể back up lẫn nhau, bọc lót cho nhau, rồi tất cả những cái quy trình, những cái mà các cái bước đều được lên kế hoạch đầy đủ chi tiết để checklist, để bọc lót cho nhau. Thực ra thì đây là một cái sản phẩm của phòng hành hương, nên là nhân sự chính để thực hiện cái chương trình này là đội ngũ nhân sự thuộc phòng hành hương. Ngoài ra thì còn có một số cái bộ phận backup liên quan nữa. Thì đến thời điểm này thì ngoài anh chị em mà trực tiếp lên tour thì chúng tôi dành khoảng 50 nhân viên để backup cho cái chương trình này. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện du lịch, công ty du lịch Việt được sự ủy thác của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức chương trình du lịch kết hợp tham dự sự kiện đồng hành cùng Đức Giáo Hoàng Francisco tại Singapore. Sự kiện này quy tụ gần 1.000 khách Việt Nam tham dự từ khắp mọi miền đất nước, với 22 giáo phận từ 100 giáo xứ cũng như bà con Việt Kiều đã tham gia chuyến đi này.